khi tôi gạ thằng bạn và con bạn làm nháy. Thằng bạn: ê mày ơi, tao bảo tối làm nháy không? Thật á? Ừ, tao lừa mày làm gì? Thế thì bây giờ đi, tao vào tao chuẩn bị. Thế 8 giờ nhá. Chốt luôn, gửi tao cái địa chỉ. Mày đi theo tao làm cái gì? Kiểu gì tối nay mày trả lời của tao. Ghê vậy. Ê mày, qua đây. Hả? Qua làm cái gì? Mày làm cái trò gì đây? Hãy chim lấy tao đi. Eo ơi, hồi nãy tao bảo tao đi nhậu mà. Nghỉ chơi đi. Ơ kìa. Con bạn: ê mày ơi. Cái gì? Tao làm nháy không? Mày bảo ai đấy? Bảo mày chứ bảo ai. Ê, không có đùa nha. Để tao chạy xe qua đón mày. Sao tự nhiên lại tốt thế? Đón mày đi làm nháy. Ơ, mày làm cái gì thế? Thích làm nháy không? Biến đi cái đồ biến thái. Ơ kìa, cái con này tao có làm gì đâu. Đi ra coi, chứ cứ bám theo ngứa hết cả mắt. Thế 8 giờ tao đi làm nháy nha, tao qua đón. Thử nói thêm câu nữa đi. Thôi, tao đi làm nháy. Ok, bye. A few moments later.